Ngọc Lan kính chào quý khán giả Người Việt Online. Thưa quý vị, một nữ Việt kiều Na Uy về Việt Nam làm từ thiện đã bị an ninh phi trường Tân Sơn Nhất chồng không cho vào và buộc quay trở lại Bangkok và không giải thích lý do. Trả lời phỏng vấn của báo Người Việt từ Bangkok, Thái Lan, cô My Vân, người làm việc cho Trung tâm Việt Na Uy cho hay, cô đến Tân Sơn Nhất lúc 9 giờ 15 phút sáng ngày 17 tháng 10 và làm thủ tục nhập cảnh. Nhân viên an ninh phi trường sau khi xem hộ chiếu đã yêu cầu cô vào một khu vực riêng ngồi đợi hơn nửa tiếng. Sau đó thì một sĩ quan an ninh thông báo rằng cô không được nhập cảnh vào Việt Nam. My Vân nói rằng cô quá bất ngờ về thông báo của phía an ninh Việt Nam bởi cô đã nhiều lần về Việt Nam làm từ thiện. Chỉ tính trong năm 2011 thì đây là lần thứ 3. Điều quan trọng nhất mà cô muốn biết là vì sao cô bị chặn thì câu trả lời của an ninh Việt Nam là em không cần biết. Theo lời My Vân thì Trung tâm Việt Na Uy là nơi sinh hoạt của rất nhiều người trẻ tuổi có cùng mục đích là giúp người nghèo ở Việt Nam, đặc biệt là người thiểu số phía Bắc Thừa Thiên Huế. Trung tâm này kết hợp với các linh mục, các sơ ở địa phương giúp các em mồ côi phương tiện đến trường, cung cấp nước sạch, tặng những người khuyết tật xe lăn và đây là việc từ thiện. My Vân nói rằng cô có thể bị chặn vì bất cứ lý do gì nhưng cần thỏa đáng và minh bạch. Và cô sẽ không bỏ cuộc, sẽ tiếp tục vào Việt Nam vì ở đó có rất nhiều người cần cô giúp đỡ. Sang phần tin Hoa Kỳ thì Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đến Libya hôm thứ Ba để gặp các nhà lãnh đạo mới của quốc gia này, trong khi thành phần trung thành với nhà độc tài Muammar Gaddafi mở cuộc phản công bất ngờ tại thành phố Sirte, quê nhà của ông. Cuộc viếng thăm của bà Clinton, giới chức cao cấp nhất của Mỹ đến Tripoli kể từ khi chế độ cai trị suốt 42 năm của Gaddafi bị sụp đổ. Các giới chức Mỹ cho hay chuyến viếng thăm của bà Clinton nhằm mục đích thắt chặt mối quan hệ với chính phủ mới và giúp quốc gia này tiến đến chế độ dân chủ. Trong khi đó, gần 2 tháng sau khi chiếm được thủ đô Tripoli, phe chính phủ lâm thời vẫn chưa đánh bại được thành phần ủng hộ Gaddafi ở thành phố Sirte. Chiếm được Sirte là điều quan trọng cho chính phủ lâm thời vì nó sẽ là dấu hiệu khởi đầu tiến trình thành lập chính phủ mới và xây dựng các định chế dân chủ ở Libya. Sang phần tin thế giới, một Nico Tây Tạng qua đời sau khi tự thiêu ở vùng Tây Nam Trung Quốc hôm thứ Hai để phản đối nhà cầm quyền Bắc Kinh và đây là nhà sư phái nữ đầu tiên tự thiêu ở vùng này. Tổ chức Free Tibet cho hay Nico Tenzin Wangmore, 20 tuổi, kêu gọi tự do tôn giáo ở Tây Tạng và phải để Đức Đạt Lai Đạt Ma trở về Tây Tạng khi tự thiêu. Nico Wangmore chết tại thành phố Apa thuộc tỉnh Tứ Xuyên, nơi có một tu viện Phật giáo, từng xảy ra nhiều cuộc biểu tình phản đối. Tổ chức này cũng cho hay lực lượng an ninh Trung Quốc bắn hai người Tây Tạng khác trong cuộc biểu tình hồi cuối tuần qua ở tỉnh Tứ Xuyên. Hiện có ít nhất 9 vụ tự thiêu trong năm nay ở khu vực này và tổ chức Free Tibet cho hay các cuộc phản kháng đang có vẻ lan rộng khắp nơi. Nhiều người Tây Tạng phản đối việc người Hán ồ ạt kéo đến sinh sống và phá vỡ đời sống sinh hoạt cổ truyền của họ, cũng như chiếm đất cho các dự án khai thác và phát triển kỹ nghệ. Thưa quý vị, chính phủ Israel hôm thứ Ba đã trả tự do cho khoảng 1.000 tù nhân Palestine để đổi lấy một binh sĩ bị lực lượng Hamas bắt cóc và giam giữ từ hơn 5 năm nay. Người lính Israel được thả là Gilad Shalit, nói rằng anh rất hồi hộp vì sắp có tự do và nhớ gia đình, bạn bè. Anh cũng cho hay từng lo sợ rằng sẽ bị cầm giữ thêm nhiều năm nữa. Trên màn ảnh truyền hình, người lính 25 tuổi này có vẻ xanh xao, gầy yếu và mệt mỏi. Tuy nhiên, các giới chức quân sự Israel sau đó cho hay sức khỏe của Shalit không có gì lo ngại. Tin cho hay, binh sĩ này được đưa bằng trực thăng tới một căn cứ không quân ở miền trung Israel để đoàn tụ với gia đình trong cuộc gặp gỡ được Thủ tướng Benjamin Netanyahu tổ chức. Thỏa thuận trao đổi tù nhân được coi là chênh lệch nhất từ trước đến nay trong lịch sử Israel, đánh dấu kết cục của một câu chuyện kéo dài từ 5 năm rưỡi nay với nhiều cuộc tấn công vào Gaza, một cuộc phong tỏa vùng này và nhiều lần thương thuyết bất thành. Gió mạnh trên 70 dặm một giờ cuốn một đám mây cát bụi lên cao tới 8.000 feet bay ngang vùng đồng bằng miền nam Texas hôm chiều thứ Hai. Tại Lubbock, tầm nhìn xa bị giới hạn không quá 5 dặm suốt buổi chiều
và có lúc chỉ còn từ 0 đến 1 phần tư dòng. Đám mây bụi hình thành lúc 4 giờ 30 phút chiều cách Nublok khoảng 100 dặm về phía bắc. Dân chúng địa phương nói rằng có những lúc cảnh vật hoàn toàn tối đen, không nhìn thấy một cái gì. Xe cộ trên đường đều phải dừng lại, cây cối đổ gãy ngổn ngang cùng với nhiều nhà bị tốc mái. Phi trường quốc tế Nublok ngưng hoạt động và đài kiểm soát không lưu phải tạm chuyển xuống Tân Phụ. Không có trường hợp thương vong nào được báo cáo trong trận thiên tai. Bão cát bụi là hậu quả của nạn hạn hán kéo dài suốt năm nay ở miền Tây Texas. Bản tin do Trung tâm Quốc gia Thời tiết ở Nublok đưa ra nói rằng năm 2011 có thể sẽ là năm khô hạn kỷ lục của vùng đồng bằng miền Nam Texas. Cuối cùng là tin, một vệ tinh lớn của Đức đã ngưng hoạt động và không còn điều khiển được từ 12 năm nay, dự đoán sẽ rơi trở về trái đất trong khoảng thời gian từ ngày 22 đến 24 tháng 10. Vệ tinh này có tên là Roentgen Satellite, nặng 2.400 kg, được phóng lên không gian hồi tháng 6 năm 1990 bằng một hỏa tiễn Delta II từ mũi Canaveral, Florida. Vệ tinh được coi như một phòng thí nghiệm quan sát không gian và chụp hình mặt đất bằng quang tuyến X. Tới năm 1999 thì vệ tinh ngưng hoạt động và trở thành một vật vô dụng, tiếp tục bay trên không gian ngoài tầm kiểm soát. Quỹ đạo ban đầu của vệ tinh cách xa mặt đất 580 km, độ cao ngày một giảm dần, tới tháng 9 năm nay chỉ còn khoảng 270 km. Khi đi vào khí quyển thì hầu hết vệ tinh sẽ cháy như các sao băng. Tuy nhiên, có thể còn những mảnh nặng tới 400 kg, cấu tạo bằng kính và gớm, không cháy hết và rơi xuống tới mặt đất. Từ trước đến nay, chưa có tai nạn nào do mảnh của một vệ tinh vỡ rớt xuống. Tuy nhiên, hiểm họa ấy vẫn có khả năng xảy ra và đó là điều mà các khoa học gia lo ngại vì không thể nào tính trước được. Cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin hôm nay. Ngọc Lan kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Em vô cái trang mbepages.com á, hay là thương mại đó đây.com á, để tìm dễ hơn. Ồ, cảm ơn anh. mbepages.com và thương mại đó đây.com, hệ thống dữ liệu thương mại gốc Việt lớn nhất Hoa Kỳ. Cần tìm bác sĩ, nhà thuốc Tây Việt Nam, đi chơi xa cần tìm nhà hàng Việt Nam. Cần mua bảo hiểm xe, bảo hiểm sức khỏe nhân thọ. Cần đi chợ Việt Nam, hãy vào mbepages.com hoặc thương mại đó đây.com. Hơn 80.000 doanh nghiệp Việt, hơn 200 ngành dịch vụ trải rộng trên 800 thành phố Hoa Kỳ. Chương trình được đặt sẵn trên điện thoại iPhone, Android, iPad, rất thuận tiện để sử dụng. Mọi liên lạc quảng cáo xin gọi 714-892-9414.